You enjoying Australia? Yep, I love it. I want to move here. You want to move here? Mm. Why do you want to move here? Trời hôm nay rất là đẹp. Nhưng mà chắc là ở ngoài nó hơi nóng. Nghe nói là rất là nóng. Hồi bây giờ kia đi trang điểm đây. Trời ơi, cái toilet này có một cái là nó kiến bự thiệt bự. Nhưng mà nó không có cần là mình phải chè có cái một cái kiến nhỏ để mình kéo ra. Mà nếu mình nhìn gần xíu ở đây nó cũng có cái kiến nhỏ là. Nhưng mà kéo ra không có được. Nó kéo ra không được. Ông Thiên cũng còn đang ngủ. Nhưng mà thì lúc nào cũng vậy hết, đi đâu, đi du lịch thì đi đâu, lúc nào ông Thiên cũng ngủ trễ lắm. Ông ngủ như con heo vậy. Mà mỗi lần hồi xưa kia cũng ngủ nhiều lắm, nhưng mà bớt lại rồi. Mình không phải không ham ngủ, mình cũng ham, nhưng mà nhiều khi mình ham đi chơi nhiều hơn. Hôm nay thì mình đi ra ngoài Opera House. Tới Opera House rồi, mình đi bộ đi ra ngoài. Bây giờ hôm nay là hơi đông đó các bạn. Mà nó hôm nay nắng rồi là nắng luôn. Remember I blew the tube thing? Yes, just came from this guy. Yeah, this okay. Didgeridoo. Cái cây thổi. Cái cây đó cái kiểu cái gì? Cái ống á. Đây ông thêm ống ở nhà, ông hay lấy cái giấy mà giấy cái giấy gì á, ổng cuốn xong rồi ổng thổi giống vậy nè. Rồi xong rồi ổng nói là ổng hỏi có nhớ mình làm cái gì ở nhà không, là ổng học mấy ông này. Cool, right? The sound? Yeah, the sound really cool. So intense. I actually kind of want to buy one, actually. What? Did you do? It's like, it just sounds so cool when it goes like... It sounds so loud. You should get one for your brother. I think he's no, but... So, I'm not like, I want one for my brother. No, crazy. For anh trai. Của Kiki á. Mà anh trai Kiki là đánh trống cho nên ổng biết mấy cái này mà. Bridge, Sydney Bridge. Ồ, hình như muốn mưa hay là cái gì đó. So much better today.
mới ngồi xuống gọi đồ uống á, thì mấy người này gọi cocktail. Oh, she didn't ask your ID. Tại vì mấy người này nó hỏi có mình có đem theo giấy chứng minh hay không, tại vì nó không có đủ 18 tuổi, không có được mua giống như có alcohol có rượu. Nhưng mà khi kia đâu có uống đâu bao giờ, tại vì khi bị dị ứng không có uống rượu luôn. Nhưng mà thì tại vì vui quá thì gọi 4 ly để ăn uống cho vui thôi mà. Nhưng mà ai cũng có đem giấy chứng minh với passport, mình kia không có đem theo. Mình đi du lịch mà không bao giờ mình đem theo giấy chứng minh với lại passport đi, bỏ vô cái giỏ mình đi vòng vòng, tại vì mình hay mất đồ lắm. Cái gì hay mất đồ cho nên là có bỏ khách sạn không mà không có bỏ. Mà ông Kim hồi nãy ông nói là tại sao mày không đem theo ID card. I'm sorry about it because thì ông Kim ông nói là cô này không uống rượu. Ông Kim ông gọi cà phê cho cái gì uống. Bây giờ mình quay trở về Opera House để đi ăn. Thì ở đây nó có cái quán ăn, cái Steakhouse đó. Bây giờ mình chuẩn bị đang chờ để kiếm chỗ để ngồi. Chắc mình ngồi ngoài trời. Đây nó đẹp lắm. Thì ở đây nó thấy được nguyên cái view, cái biển, sông biển luôn. Để khi quay cho các bạn xem. Đã kiếm được chỗ ngồi rồi. Gia đình ngồi bên kia để khi đi đây ra. Hàng này tên là Six Head. Yes. Rib eyes. Like to have the Maggie rib eye. Pardon? Salad or chips? Salad, please. Do you want any sauce? Yeah. What sauce? Mushrooms. Mushrooms. Chi sò cái đi, tây hải. Ông nói là cái này giống khi thảm mà trong cái toilet của ông. Nhưng mà cái này rất là dễ thương mà nó. Mình ăn xong rồi các bạn ơi, nhưng mà mình rất là buồn ngủ, cặp mắt của mình mở không nổi luôn. Mỗi lần ăn xong là bị vậy, bây giờ mình chỉ muốn nằm xuống mình ngủ thôi. Đồ ăn rất là ngon. Thịt bò mềm mới là mềm. Cho nên là nếu các bạn có ghé Opera House thì nhớ tới cái nhà hàng Six Head này.
ăn để ngồi ở ngoài nha. Nhưng mà nếu mà các bạn tới cái ngày cuối tuần hay là bữa tối mình ăn á, mình nhớ đặt bàn trước nha. Tại vì ở đây thường thường nó sẽ đông lắm. Gia đình Thêm nói nhà hàng này ngon quá, ngày mai, tối mai sẽ tới đây ăn tối thêm một lần nữa. Thì bây giờ Kiều Kiều phải về khách sạn ngủ, buồn ngủ quá. Bye bye.